quay clip cho tao. Tao phải đăng lên cái kênh của tao. Tao đâu có cứu Việt Boy. Việt Boy là qua vậy? Thôi coi Đàm Vĩnh Hưng á. Đúng, Việt Boy của Đàm Vĩnh Hưng à. Mai bỏ ra tao biết. Ủa, kênh tao, tao phải cứu tao chứ. Trời đất ơi. Kênh quay ngoài làm kênh trên trong mạng là phải đăng qua bên cái clip rồi lên cái kênh mới. Cái kênh bây giờ không có ai trên á. Không lo kéo kênh đi. Không thấy tao giờ cái kênh cũ tao chết mẹ rồi. Bây giờ phải làm cái kênh mới. Trời ơi bà con ơi, em mới lập kênh mới. Cái kênh cũ của em bây giờ mất Facebook, em mất luôn cái bắt của em chả biết đường làm vô. Bây giờ em liệt luôn cái kênh cũ rồi em bỏ. Mọi người có thương em thì share cho em cái kênh mới này nha. Rồi follow giùm em nha mọi người. Rồi em hứa em sẽ làm đầy đủ nhiều thứ cho mọi người xem. Hay lắm, vui lắm. Kênh mới này có một cái tên rất là dễ thương, đó là Vũ Hà. Mở ngoặc ngoại nè, đóng ngoặc. Nhớ nha, giúp follow nha.